Dạ, 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 xin số phone của anh ạ. Dạ, 703. À, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Dung, rất là vui mừng được đón tiếp các trong ban tổ chức, được đón tiếp tất cả các văn thi, nữ văn thi họa sĩ từ khắp phương trời tới đây. Dạ, thưa, hôm nay thì tôi thấy có hơn 40 người tới đây để triển lãm sách và tân ảnh và đưa ra những cái gì mà tốt đẹp nhất của mình để mình diễn tả những cái cảm tưởng của mình. Thì đây là một cái việc mà rất tốt để tuyên dương công trạng cái người phụ nữ, cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Động lực nào khiến tôi đẩy tôi làm cái chương trình này thì tôi nghĩ rằng là 35 năm qua tại ở ngoại, phụ nữ của chúng ta đã đóng góp rất to lớn cho cộng đồng và cho mọi lĩnh vực, ở trong đó có văn học nghệ thuật, truyền thông, báo chí, hội họa, nhưng mà chưa có một người nào quan tâm đến phụ nữ nhiều. Chúng ta thấy tất cả những cái truyền thông thường thường là nam giới xuất hiện nhiều hơn nữ, chúng ta đã bị chìm xuống và không ai quan tâm. Do đó mà cái động lực mà tôi muốn tổ chức ngày hôm nay để tôi giới thiệu với toàn thể mọi người luôn cả trên thế giới biết rằng là thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của phụ nữ, và những người phụ nữ đóng góp cho văn học nghệ thuật đó là phải được công chúng biết đến. Và ngày hôm nay đó là tôi muốn tập hợp ba thế hệ. Cái thế hệ đầu tiên là thế hệ người ta đã viết trước 1975, và thế hệ con, sau đó là thế hệ cháu của chúng ta. Do đó mà ba thế hệ kết hợp lại và chúng ta đến đây tụ họp để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, trao đổi thơ văn, tạo một cái mối tình cảm với nhau. Và đồng thời nữa là cái chương trình này tôi hy vọng là nó sẽ mở rộng ra trên toàn thế giới và rất nhiều phụ nữ chúng ta tham gia, bởi vì xin lặp lại, thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của phụ nữ. Và nếu mà tôi có được một số tác phẩm nhiều hơn người khác là bởi vì tôi già, tôi già hơn người khác. Thanh Thủy có ra 2 đĩa CD và DVD, 20 bản nhạc do chính Thanh Thủy sáng tác. 10 bản đầu là Vùi Sâu Thương Nhớ và 10 bản thứ hai là Thao Thức. Trong đó Thanh Thủy có nói về tình đời, tình người và tình quê hương. Và có nhiều đủ loại đoạn nhạc như slow, rumba, tango, cha 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 và vals. Không có liên quan gì đến thơ nhưng mà về vấn đề xã hội. Dạ vâng, về những đứa bé bị bán qua Campuchia mà Ngô Tình Yên đã đến tận nơi để tìm hiểu và về viết cuốn sách, kêu gọi sự quan tâm của mọi người. Thành ra đây là lần đầu tiên, chưa có bao giờ xuất hiện ra cộng đồng Việt Nam, thành ra không có thể sâu sắc. Nó muốn nằm đây là rất là một sự hân hạnh lần đầu tiên được mời đến Washington DC để dự đại hội này. Cảm ơn Tăng Sư. Bây giờ không có cái sinh hoạt như thế này. Dạ. Là em biết hơn, có cái sách thật là đẹp. Đặc biệt là nó viết về cái thời thơ ấu của mình, cũng là những cái bạn bè hồi xưa đó, cũng là đặc biệt nữa là mình viết nhiều về miền Bắc xã hội chủ nghĩa cái thời mình sống. Hôm nay rất là vui vì được gặp được tất cả những cái nhà thơ, nhà văn khắp nơi. Đó là lần đầu tiên mình tới đây nên hôm nay cũng là cái điều rất là vui cho tất cả mọi người. Okay. Cảm ơn chị em rất là hân hạnh lần đầu tiên được ra mắt những cái bức hình của em trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam. Thường thường thì em hay triển lãm những chỗ bên ngoài cộng đồng của mình đó. Thành ra đây là một cái hân hạnh rất lớn cho em. Dạ. Đây là lần đầu tiên Như Thảo được đến vùng Hoa Thịnh Đốn để mà tham dự ngày Đại hội Văn chương Phụ nữ kỳ 2, cơ hội giới thiệu những người phụ nữ tài hoa của Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt là kỳ này Như Hảo thấy có các em trẻ
Và tờ báo Bút Tre là một cái tờ báo vô vụ lợi, và một trong những cái mục đích của Bút Tre là mình đào tạo những lớp trẻ để mà các em có thể tiếp tục gìn giữ không những chỉ là cái tiếng nói của mình thôi, nhưng mà cũng là văn hóa. Và mục đích của Bút Tre thì ngoài mà mình truyền tải những cái thông tin đến những quý vị có nhu cầu đọc tiếng Việt, thì cũng giúp các bạn trẻ tìm một tí xíu về cội cảm của mình. Và những giới thiệu với quý vị những người trong ban tổ chức, đó là nhà thơ Quốc Nam, là sáng lập viên của Đại hội Văn chương Phụ nữ, và người kế tiếp đó là, và người thứ hai đó là nhà thơ Phong Thu, người thứ ba là nhà thơ nhà văn Jackie Bông và nhà báo Phạm Bá Vinh, đó là nhạc sĩ Hoàng Cung Pha. Và cũng có mặt trời trong ngày hôm nay và sẽ góp vui với chương trình của chúng ta, một trình xin phép được mời quý vị một trao phó tay cho ba vị sĩ tướng, sĩ tường và Kim Phụng. Nhớ trang dấu chân kỷ niệm như là giống như là bút ký, còn khoảng cách của bịch ký, khoảng cách của biên ly là 10 ký, còn của cuốn Tình Trên Đỉnh Sầu là một cuốn tiểu thuyết. Thật ra hồi đó viết tính lập ra hội Đông Xuyên, người ta muốn làm hội Phật học. Thật ra em nghĩ rằng nếu mà em cho 1.000 thì ít quá, thì em lấy 1.000 viết sách ra em bán được 5.000 cho 5.000. Tình nàng ngư nữ, và đây là Như Giấc Mộng Say, tập ra nhạc Như Giấc Mộng Say. Không có gì, không có nhiều. Có bao nhiêu tác phẩm gì chị? À, có tất cả là mấy ra bốn. Bốn tác phẩm thật là đẹp. Cái này là mới nhất, sẽ ra mắt ngày 12 tháng 9. Ồ, tại Texas? Tại Dallas. À, đây chị Kiều Mộng Hà. Ở Dallas. À, cũng là Dallas, Texas. Chị có bao nhiêu tác phẩm này? Dạ, tác phẩm có ba. Có ba tác phẩm. Đang có ba tác phẩm. Dạ, tác phẩm này là mới nhất. Dạ, trong này có 14 thi nhân viết. 14 thi nhân viết. Bước lạ tình quê. Thờ.